Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Người trẻ tuổi bây giờ tài giỏi thật, đúng thế. Đây là đời mạnh nhất ở trong mấy trăm năm gần đây. Trong sự điên cuồng của cô nhóc này còn ẩn giấu chiến thuật, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu to lớn. Cô ấy có thể là người đầu tiên được lựa chọn trong thất quái sử Nay Khắc Mới. Trận tiếp theo 2 đánh 2, tuyển thủ hai bên ra sàn đấu. Liên đội năm thấp hơn Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, 53, Lý Mộng Thường, Lý Mộng Điềm. Ta tuyên bố trận thi đấu bắt đầu. Sư Tử Hống. Sức mạnh lớn quá, vậy mà mình lại không chống đỡ được. Không phải chứ, Lâm Nhất mạnh thế hay sao? Cách đánh lại thô bạo như vậy. Tên này quả thật là quái vật. Anh, tránh ra. Cái gì? Hai người này thật sự là Lâm Nhất hay sao? Chỉ có võ hồn dung hợp kỹ của mình và anh trai thì có khả năng phản kích. Được rồi, họ đã không còn sức phản kháng đòn nữa. Trận thi đấu này Liên đội năm nhất thắng. Đây sao có thể được? Họ còn chả dùng đến đấu khải. Thực lực lại chênh lệch như vậy, hai người này rốt cuộc có thực lực gì?